Theo thống kê, cả nước xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, làm 48 người tử vong, bị thương 51 người. Đây là những con số biết nói làm giấy lên lo ngại về việc mất an toàn giao thông, đặc biệt là trong những dịp nghỉ lễ như vừa qua. 4 ngày nghỉ lễ đã ghi nhận số vụ tai nạn và số người thương vong là số lượng khủng. Chiều ngày 4 tháng 9, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết 4 ngày nghỉ lễ lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã phát hiện hơn 40.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông và xử phạt tổng số tiền hơn 60 tỷ đồng, tước hơn 6.000 giấy phép lái xe. Bên cạnh đó, Cảnh sát Giao thông cũng đã lập biên bản xử phạt hơn 8.800 tài xế uống rượu bia vẫn lái xe tham gia giao thông. Theo cục cảnh sát giao thông, trong 4 ngày nghỉ lễ cả nước xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, 48 người tử vong, bị thương 51 người. Tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Cục cảnh sát giao thông cho biết do dịp lễ người dân về quê đông, đi du lịch và ngược lại nên tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tuyến đường chính đến các địa phương có khu du lịch có xảy ra tình trạng ùn ứ xe di chuyển chậm. Tại Hà Nội và các địa phương giáp ranh không xảy ra ủng tắc giao thông kéo dài và tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, tại một số khu vực cửa ngõ và bến xe xảy ra tình trạng ủng ứ. Riêng tại đường vành đai 3 trên cao, lượng xe tăng đột biến do người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ. Theo đó, cảnh sát giao thông đã triển khai các phương án điều tiết. Đến đêm cùng ngày, tình hình giao thông trở lại bình thường. Đến trưa ngày 4 tháng 9, lượng xe một số tuyến cửa ngõ và nội đô thành phố gia tăng trở lại do người dân di chuyển từ các địa phương về Hà Nội. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến cao tốc quốc lộ trọng điểm đi các địa phương liên quan tình hình giao thông tương đối ổn định. Có thời điểm tăng cao nhưng chỉ đột biến, không xảy ra ủng ứ giao thông. Các cửa ngõ đi miền Tây, miền Đông, v.v. lưu lượng xe tham gia giao thông bình thường. Tại khu vực cầu Rạch Miễu, một số thời điểm xe đông nên phòng cảnh sát giao thông công an Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp điều tiết, phân luồng và yêu cầu trạm thu phí Rạch Miễu xả trạm hai lần. Như vậy, tình hình giao thông đã trải qua xáo trộn và số vụ tai nạn tăng lên đột biến trong kỳ nghỉ lễ. Từ hôm nay, mọi hoạt động sẽ trở lại bình thường. Giao thông có thể vẫn xảy ra ùn tắc ở một số điểm nội đô. Người dân nên chủ động thực hiện theo đúng luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho bản thân.